Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe và những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với tin trình sau đây. Đối tượng nghi tấn công bí thư thành ủy Nha Trang đã ra đầu thú là quân nhân. Khẩn cấp. Cảnh báo bẫy tín dụng đen vay 900 triệu trả 12 tỷ đồng. Người đàn ông tự xưng là phóng viên để nhận 70 triệu đồng từ doanh nghiệp bị tạm giữ. Bắt cô đồng gây ra hơn 30 vụ trộm cắp liên tỉnh từ Nghệ An ra Hà Nội. Mạo danh cán bộ cơ quan bảo vệ người tiêu dùng để bán tài liệu. Bắt tạm giam 4 đối tượng vận chuyển 51 kg vàng qua biên giới. Trung tâm Anh ngữ ở Hà Nội bị phạt nặng vì gọi điện quảng cáo. Ngay sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin đối tượng nghi tấn công bí thư thành ủy Nha Trang đã ra đầu thú là quân nhân. Theo nguồn tin của phóng viên từ Bộ Công an cho biết, nghi can tấn công ông Hoàng Văn Trường, 66 tuổi, nguyên bí thư thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đã đến Công an tỉnh Khánh Hòa đầu thú. Cơ quan Công an xác nhận đối tượng này là quân nhân cho quân đội hiện công an đang làm thủ tục bàn giao đối tượng này cho quân đội theo đúng quy định của pháp luật nguồn tin từ bộ công an cho biết cũng theo nguồn tin trên bước đầu cơ quan chức năng xác định động cơ gây án của nghi can do xuất phát từ nợ nần tiền nhiều từ việc chơi chứng khoán cờ bạc đối tượng thấy ngôi nhà rộng rãi ở nơi trồng vắng nên xông vào nhằm mục đích cướp tiền tài sản Trước đó thì như đưa tin, chiều ngày 1 tháng 11, ông Hoàng Văn Trường, 66 tuổi, nguyên bí thư thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, bị một đối tượng lạ mặt tấn công tại nhà riêng ở khu đô thị mới Phước Long A, phường Phước Long, thành phố Nha Trang. Gây án trong chấp nhoáng, kẻ lạ mặt sau đó đã lên xe tổ thoát, nhận được tin báo cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin, truy xét đối tượng gây thương tích cho ông Trường. Theo thông tin, thì nguyên bí thư thành ủy Nha Trang sau đó được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Bước đầu xác định nạn nhân bị chấn thương ở vùng cổ. Từ khẩn cấp cảnh báo bẫy tín dụng đen vay 900 triệu phải trả 12 tỷ. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cho vay với lãi suất cho vay lên tới 45-60% một tháng do cần vốn xoay sở để hoạt động kinh doanh khách sạn tại thành phố Hội An, anh HNC chú phường Minh An, thành phố Hội An mượn của Nguyễn Nghĩa Nhân chú xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An nhiều lần với tổng số tiền 900 triệu. Mặc dù lãi suất cho vay lên tới 45-60% một tháng, nhưng vì nghĩ chỉ tạm thời xoay sở kinh doanh sẽ nhanh có tiền để hoàn trả sớm cho nhân, anh xe không ngờ mình rơi vào bẫy nợ nần. Anh cho biết rằng nếu anh mượn 20 triệu thì nhân chỉ đưa anh 170 triệu, 30 triệu kia nhân tính lãi trong thời gian 10 ngày. Tuy nhiên thì có lúc vay mượn chưa trả được tiền, nhân tính lãi vay lên 20% trên 10 ngày. Chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020, mặc dù trả trước tiền gốc và lãi vay khoảng 4 tỷ, anh C vẫn nợ nhân 3 tỷ nữa. Đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quá trình hoạt động kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, anh C không có khả năng trả lãi. Nhân nhiều lần đe dọa yêu cầu anh C viết giấy mượn tiền. Đến đầu tháng 10 năm nay, tổng số tiền lãi và gốc của anh C còn nợ nhân lên tới 12 tỷ. Sau thời gian theo dõi thu thập tài liệu, nắm bắt quy luật hoạt động, trưa ngày 9 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự bắt quả tăng nhân khi đang nhận tiền và ép anh C viết giấy nợ. Cơ quan cảnh sát điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Nguyễn Nghĩa Nhân, tạm thời giữ gồm hơn 247 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 14 tờ giấy có nội dung vay mượn tiền của nhiều người, một xe ô tô, một cây mã tấu và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan. Quá trình điều tra, phòng cảnh sát hình sự xác định nhân có trên 20 người cho vay với tổng số tiền thu lợi từ việc cho vay trên 10 tỷ. Trong đó thì có Lê Quốc Hải, sinh năm 2004, chú xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, là đối tượng thường xuyên đi lấy tiền lãi nhân cho vay khi nhân yêu cầu. Hiện phòng cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Nghĩa Nhân và tiếp tục điều tra mở rộng theo thượng tá ngô quốc anh phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam thực tế có nhiều người dân do nhu cầu về vốn vay lớn lại muốn nhanh nên dễ rơi vào bẫy của các đối tượng hoạt động tín dụng đen các đối tượng này thường kiểm tra về nhân thân lai lịch điều kiện kinh tế nhà cửa của người vay quá trình vay nếu người vay không thanh toán tiền lãi đúng thời hạn thì sẽ bị các đối tượng đe dọa bằng nhiều hình thức cộng dồn tiền lãi vào tiền gốc và tiền lãi cộng với việc đe dọa bôi nhọ càng khiến người dân sợ hãi không dám thông tin cho lực lượng công an Do đó thì thượng tá Ngô Quốc Ánh cũng khuyến cáo người dân là không nên tìm đến các nguồn vốn không chính thống với lãi suất vay cắt cổ, dẫn đến mất khả năng chi trả, kéo theo những cái hệ quả rất là khó lường. Tin tiếp theo, người đàn ông tự xưng là phóng viên để nhận 70 triệu đồng từ doanh nghiệp bị tạm giữ. Công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tạm giữ hình sự một nam thanh niên, xưng là phóng viên của một tạp chí để điều tra làm rõ hành vi nhận tiền của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, giữa tháng 10 năm 2020, ông DPN xưng là phóng viên của một tạp chí có trụ sở ở Hà Nội. Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương để viết bài phản ánh. Sau đó, người này hẹn với đại diện của doanh nghiệp nói trên tại một quán cà phê thuộc địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để nói chuyện. Khi đang nhận số tiền là 70 triệu đồng của doanh nghiệp, ông N bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 Công an tỉnh Bình Dương ập vào bắt quả tang. Hiện cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc và lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương sẽ cho biết sớm thông tin về vụ việc này. Tin tiếp theo thưa quý vị, bắt cô đồng gây ra hơn 30 vụ trộm cắp liên tỉnh từ Nghệ An ra Hà Nội. Dưới vỏ bọc là cô đồng và nhân viên nhà hàng, Siêm đã gây ra hàng loạt vụ đột nhập vào nhà dân trên địa bàn các tỉnh Nghệ An ra Hà Nội để trộm cắp tài sản. Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Liêm vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Ngọc Siêm, sinh năm 1993, chú xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, trưa ngày 25 tháng 10, chủ hiệu thuốc Thu Hà ở thôn Giáp Nhì, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm bị một đối tượng lạ mặt đột nhập để lấy đi một chiếc ví bên trong có 9,3 triệu. Tiếp nhận tin báo, thì đội cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Liêm tiến hành điều tra vụ việc này. Qua điều tra giả soát, đội cảnh sát hình sự huyện Thanh Liêm xác định được đối tượng nghi vấn là Trần Ngọc Siêm hiện đang cho thuê trọ tại thôn Thịnh Đại, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, dưới vỏ bọc là cô đồng và nhân viên nhà hàng. Đến chiều ngày 3 tháng 11 khi xác định được đối tượng Trần Ngọc Siêm một mình đi lang thang trên các tuyến đường của huyện Thanh Liêm, nhận định đối tượng nhiều khả năng vừa gây án, các trinh sát kiểm tra bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Siêm khai nhận mình là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại hiệu thuốc Thu Hà vào trưa ngày 3 tháng 11. Siêm tiếp tục đột nhập cửa hàng sơn của một gia đình ở thôn Lắc Nội, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, trộm được một điện thoại di động và một hộp sơn. Đầu tranh mở rộng vụ án, Trần Ngọc Siêm khai nhận bản thân có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù cuối năm 2018 do không có việc làm nên Siêm đi lang bạt khắp nơi. Từ năm 2019 đến nay, thì Siêm tiếp tục hành nghề, một mình gây ra hơn 30 vụ trộm cắp tài sản dọc tuyến các tỉnh Nghệ An ra Hà Nội, trong đó tại Hà Nam là 3 vụ để bán lấy tiền tiêu xài. Quá trình bắt giữ và khám xét nhà trọ đối tượng, lực lượng công an thu giữ một xe máy, một laptop, 6 điện thoại di động, gần 40 triệu đồng và rất nhiều tài sản tài liệu có liên quan đến vụ trộm cắp. Tin tiếp theo, mạo danh cán bộ cơ quan bảo vệ người tiêu dùng để bán tài liệu. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết cơ quan này ghi nhận thông tin có một số tổ chức cá nhân mạo danh cục để liên hệ để chào mời cung cấp thông tin sai lệch tới các hội bảo vệ người tiêu dùng. Theo đó, đối tượng mạo danh tự xưng là cán bộ của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị các hội đăng ký mua bộ tài liệu nâng cao năng lực hoạt động công tác hội cho các địa phương. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khẳng định các thông tin nêu trên là không đúng sự thật. Trong trường hợp cục có hoạt động tương tự, ví dụ như là tổ chức hội thảo Hội nghị, tập huấn hoặc phát hành các tài liệu liên quan công tác của hội, cục sẽ có văn bản chính thức thông báo tới các hội và các chủ thể có liên quan. Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng nhấn mạnh trong trường hợp tiếp cận các thông tin nghi ngờ đối tượng mạo danh, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị các tổ chức cá nhân liên hệ tới Cục để xác minh tính chính xác của thông tin trước khi quyết định thực hiện các đề nghị do đối tượng đưa ra. Được biết tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước đều có các hội bảo vệ người tiêu dùng, do đó các hội cần liên hệ với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nếu như gặp tình trạng trên. Gần đây thì việc mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như bán tài liệu bất hợp pháp, dọa kiểm tra doanh nghiệp diễn ra khá là phổ biến. Mới đây thì Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương đã lên tiếng cảnh báo các cá nhân doanh nghiệp về tình trạng này. Bắt tạm giam 4 đối tượng vận chuyển 51kg vàng qua biên giới Kính thưa quý vị, ngày 6 tháng 11, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Trần Văn Hải, sinh năm 1971, Nguyễn Văn Minh, tự Minh Đen, sinh năm 1991, cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, Võ Minh Tâm, sinh năm 1987, và Văn Bồ, sinh năm 1977, cùng ngụ thành phố Châu Đốc, để tiếp tục điều tra hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Trưa ngày 30 tháng 10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới thì phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy hướng từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Khi đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, các đối tượng cặp xuống máy vào bờ rồi khuân vác các bao tải và bọc ni lông màu đen lên bờ. Phát hiện lực lượng công an đập đến, các đối tượng liền chống trả quyết liệt và bỏ chạy xuống xuồng máy tàu thoát. Lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ được Hải cùng tăng vật là hai bao tải và một bọc ni lông màu đen chứa 51kg vàng 4 số 9, không lẫn tạp chất. Biết không thể trốn thoát, Minh, Tâm và Bồ đã đến cơ quan công an đầu thú. Tiếp theo, Trung tâm Anh ngữ ở Hà Nội bị phạt nặng vì gọi điện quảng cáo. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính một trung tâm Anh ngữ vì gọi điện thoại quảng cáo dịch vụ khi chưa có sự đồng ý của người sử dụng dịch vụ. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn trung tâm Anh ngữ VOS miền Bắc số 54 Lê Văn Lương Thanh Xuân vì gọi điện quảng cáo dịch vụ khi chưa có sự đồng ý của người sử dụng. Cụ thể, theo quy định của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn trung tâm Anh ngữ VOS miền Bắc sử dụng số điện thoại 024730XXX để thực hiện cuộc gọi điện thoại quảng cáo dịch vụ đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý. Theo thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, các hành vi trên của công ty trách nhiệm hữu hạn Trung tâm Anh ngữ VOS miền Bắc vi phạm quy định tại khoản 2 điều 1, nghị định số 91 của chính phủ chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Với hành vi trên, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung tâm Anh ngữ VOS miền Bắc bị thanh tra Sở Thông tin Truyền thông phạt 7,5 triệu đồng. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Trung tâm Anh ngữ VOS miền Bắc nghiêm chỉnh chấp hành quy định xử phạt, nếu không bị cưỡng chế thi hành. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV.